Ây chà, gấp gáp gì vậy? Đợi cô Tám dọn cơm xong á, người ăn rồi về. Dạ thôi, để con phải ra để cho kịp chuyến xe. Dạ, với lại con ở đây nhiều khi làm phiền người khác á cậu. Người ta chửi rủa sau lưng con, trời ơi nhức đầu lắm. Không biết đâu. Ông nói ông là cháu của ông chủ thì ông cũng là chủ. Ai dám rủa xả sau lưng ông? Thôi cho tôi can đi, hai người gặp nhau gây lộn à. Trời ơi, sức đâu mà gây lỗi với đàn bà cậu ơi. Ê, gì? Đẩy xuống xuống. Ghế tôi mới lao đó. Đúng là hay lúa. Năm nay cho nó cưới đi. Dạ. Năm sau có cháu ngoại ẩm bầm. Ê, trời ơi, không được đâu cậu. Đã tới điền trang của em rồi. Thôi, anh về đi. Vậy... anh cáo lui nha. Đi đó. Sao em không vô nhà đi? Tại vì em muốn nhìn bờ lưng của anh đó. Hãy đợi. Không được, dừng lại. Trời đất ơi, giữ rồi nè. Anh Âm, đồ cúng mà anh Âm không ăn, anh Âm. Tôi không quen đồ cúng. Ông mà Ruby đừng có giận quá nữa mà. Phải biết lỗi rồi. Nhưng mà phải có cái gì thì người ta mới hết giận chứ. Chứ tự nhiên nó không không vậy sao được. Đen. Trời đất coi trời, quá sexy. Nghĩ sao mà anh tặng cái áo này cho em? Sao? Trời ơi, dây nhợi lùng nhùng vậy rồi mặc sao? Trời ơi, cái áo này áo ngủ mặc trong phòng. Mà trong phòng chỉ có anh với em thôi. Đâu mặc thử đi mặc. Hãy nhìn vào hiểu.